của chương trình Mua gì ở đâu. Hiện tại mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh đang duy trì ở mức 35 đến 38 độ C, vô cùng nóng bức và ngột ngạt. Do đó nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát, đặc biệt là máy lạnh của người dân đang tăng cao dịp này. Và nếu quý vị và các bạn đang thắc mắc không biết nên chọn cho mình một chiếc máy lạnh như thế nào, thì hãy cùng theo chân Nhật Oanh bước vào cửa hàng điện máy xanh để cùng xem ở đây có những loại máy lạnh chất lượng như thế nào nhé. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta vào ngay thôi. Hiện nay thì nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát cũng như là máy lạnh của người tiêu dùng đang tăng rất là cao. Vậy anh có thể chia sẻ về số lượng đơn của cửa hàng mình trong tháng trước không ạ? Ngoài ra thì với số lượng bán ra như vậy thì có tăng hay giảm so với cùng kỳ năm ngoái hay không ạ? Các đơn hàng của điện máy lạnh của điện máy xanh hiện tại là đang tăng trưởng so với tháng vừa rồi là 400%. Tuy nhiên thì con số này nó sẽ được bị giảm tầm 20-30% so với năm 2020 cùng kỳ. Bởi vì thời tiết thì chỉ mới đầu tháng thôi thì cũng chưa có thật sự là nóng lắm. Thứ hai nữa là chắc là do ảnh hưởng của dịch Covid nên là cái sự chi tiêu của người dân cũng chưa có cao, nên là cái đơn hàng máy lạnh cũng bị giảm theo. Vậy thì theo anh, những dòng sản phẩm máy lạnh chất lượng nào thì đang được người tiêu dùng ưa chuộng nhất ạ? Những cái dòng sản phẩm mà đang thu hút người dân nhất ở điện máy xanh đó chính là dòng sản phẩm của Panasonic, Daikin, Toshiba và những dòng sản phẩm của Rui và Saab. Nhật Oanh cũng như là rất là nhiều người tiêu dùng chắc chắn là sẽ rất thắc mắc là không biết là top 5 những sản phẩm bán chạy nhất trong thời gian vừa qua là sản phẩm nào vậy ạ? Vừa qua thì điện máy xanh cũng đã được ghi nhận được rất là nhiều đơn hàng máy lạnh trên khắp cả nước. Người tiêu dùng thì họ ngày càng lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với công năng và tính năng sử dụng của cái sản phẩm nó như thế nào. Top 5 những cái sản phẩm mà máy điện máy xanh đang kinh doanh á thì bao gồm những cái dòng sản phẩm cao cấp của Panasonic. Dòng sản phẩm này thì được thiết kế với cái công nghệ là Nano X, Nano Z độc quyền của Bana. Và cái dòng sản phẩm thứ hai là dòng sản phẩm mắt thần thông minh cảm biến nhiệt lượng của dòng sản phẩm Daikin. Dòng sản phẩm thứ ba nữa là dòng sản phẩm phát ion trực tiếp và bộ cảm biến bụi thông minh của LG. Dòng sản phẩm thứ tư là dòng sản phẩm G-Tech Inverter của thương hiệu Saab. Và dòng cuối cùng là dòng sản phẩm công nghệ lọc plasma của Toshiba. Vậy thì không biết là khi người tiêu dùng có nhu cầu muốn mua một chiếc máy lạnh có tầm giá trung bình từ 7 đến 10 triệu thì không biết là nên lựa chọn những dòng sản phẩm nào anh ha? Trong cái phân khúc giá tầm 7 đến 10 triệu thì điện máy xanh sẽ có kinh doanh những cái dòng sản phẩm bao gồm Media, Saab, Ferry, LG, Beko, Comfrey, Casper. Thì những cái phân khúc giá này tầm khoảng 7 đến 10 triệu và có công nghệ Inverter tiết kiệm điện cho mình luôn. Thì em nghĩ nó thứ nhất là nó khá vừa tầm và lại chất lượng nữa. Bên cạnh những sản phẩm tầm trung vừa rồi thì không biết khi khách hàng có nhu cầu muốn mua một chiếc máy lạnh cao cấp hơn tầm 15 đến 20 triệu thì không biết nên lựa chọn những sản phẩm nào anh ha? Ở cái mức giá này thì khách hàng hoàn toàn có thể thoải mái để lựa chọn cho mình những cái chiếc sản phẩm dòng cao cấp, bao gồm những cái dòng sản phẩm của Panasonic, dòng thứ hai nữa là dòng sản phẩm của LG và dòng của sản phẩm Daikin. Bên cạnh cái mẫu mã thương hiệu cũng như là chi phí mua cái máy lạnh đó thì người dân cũng rất đắn đo về không biết là nên lựa chọn chiếc máy lạnh như thế nào thì sẽ phù hợp với diện tích căn phòng của mình. Vậy thì không biết là anh có thể tư vấn về vấn đề này không ạ? Đối với phòng có diện tích từ 15 đến 20 mét vuông thì khách hàng có thể lựa chọn những dòng sản phẩm 1HP. Từ 20 đến 30 mét vuông thì khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn những sản phẩm 2HP. Nếu những cái phòng khách, phòng ốc lớn, phòng họp thì khách hàng nên chọn những dòng sản phẩm có cái công suất lớn và phải có luồng gió mạnh. Khách hàng mà chọn những cái sản phẩm mà để cho phòng ngủ thì nên ưu tiên lọc không khí và thổi luồng gió mát nhẹ vừa. Không biết là khi mà em hay là người tiêu dùng muốn mua một chiếc máy lạnh thì không biết là bên mình có những chương trình hay là những ưu đãi như thế nào hay không ạ? Vừa rồi thì điện máy xanh vừa mở một cái đợt khuyến mại lớn nhất trong năm. Hầu hết là sẽ áp dụng 95% tất cả các dòng sản phẩm máy lạnh.
và có cái voucher giảm đến 1 triệu tùy model. Hầu hết là sẽ có chương trình trả góp 0% lãi suất dành cho các dòng sản phẩm máy lạnh, để mình mang một cái máy về để sử dụng cho gia đình mình luôn mà không cần phải tốn bất kỳ cái chi phí nào khác. Hồi nãy đến giờ thì cũng đã nhận được rất nhiều những tư vấn từ anh, và em cũng rất là cảm ơn anh đã có những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, khi có nhu cầu mua máy lạnh và các thiết bị làm mát thì hãy nhanh chân đến Điện Máy Xanh để được nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên của Điện Máy Xanh nhé. Nhật Anh hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị khán giả trong quá trình lựa chọn cho mình một chiếc máy lạnh phù hợp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những nội dung tiếp theo.